Vĩnh. Dạ. Hôm nay chú về đây, chú có mặt tại nơi này. Thật sự thì tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải rất là vui, đúng không ạ? Và tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cũng rất là vui, vui mừng vì đã tìm được chú về. Dạ, con xin phép được chuyện trò với con gái của chú ha. Dạ, chị gái có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị gái tên là gì và đến từ đâu? Dạ em Nguyễn Hồng Thắm, em quê ở Cà Mau. Hiện Dạ. tại giờ sinh sống em ở Bình Dương, hẻm ở Bình Chuẩn. Dạ, chị nói lớn lên giúp em ha. Cách đây 2 ngày đúng không ạ? Dạ. Chị có về đây Dạ. cầu cứu anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc là tìm ba đúng không ạ? Dạ đúng. Chị có thể chia sẻ lại một chút xíu cái câu chuyện mà chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm ba, là ba bỏ đi vì lý do gì? Em mời chị. Giống như ba em lên thì cứ ba em tối ngày đòi đi về quê, về nhà. Rồi ở đằng này cũng không cho đi, thì chạy qua chừng 15 20 phút rồi ba em lội đi. Nó lội đi được thì đằng này tìm thì tìm không ra nữa, là cứ đi rồi cái cũng kiếm hết một ngày. Rồi qua ngày sau mới lên là nhờ anh Hải cũng đăng lên cộng đồng mạng gì đó, Dạ. trong nước và ngoài nước cũng đi tìm ba Dạ. em. Dạ. Rồi cũng đi căng ngay bên anh Hải cũng đi tìm, ở bên đây cũng đi tìm. Dạ. Dạ rồi đi tìm về thì gặp ba em là bữa trưa thứ tư. Dạ. Dạ gặp thì cũng em đi tìm thấy người thấy người ta gặp rồi người ta điện Dạ. cho em hay, Dạ. rồi em muốn có kêu thằng em là rước về. Cái dạ cảm giác mà cái giây phút chị gặp lại ba, dạ cảm giác lúc đấy như thế nào? à, cảm thấy lúc đấy em cũng mừng lắm, Khóc không? không khóc thì không khóc nhưng em cũng cứng rắn lắm, mừng dữ lắm. Tại vì ba đi là không không ăn không ngủ mấy ngày, thì vợ chồng cũng bỏ công ăn việc làm cũng đi tìm vậy đó, Dạ. đi tìm phải cho bằng được gặp ba mới dám đi làm, Dạ. chứ không tìm không gặp là không có tinh thần để mình đi làm. Dạ. Khi sợ cha đi rồi ngoài, khi ăn ăn uống làm sao, ngủ nghe làm sao đó. Lo cho sức khỏe dạ của ba đúng không ạ? dạ đúng rồi. Và em được biết thông tin là chị cùng với chồng của chị, dạ là tức là con rể của chú đây, đúng dạ không ạ? Từ khi dạ mà chú bỏ đi dạ thì cả hai vợ chồng nói chung là bỏ hết việc làm, dạ đi tìm mọi nẻo đường ở khu vực tỉnh Bình Dương đúng không ạ? dạ Và tới giờ phút này thì chồng của chị yên tâm chưa? dạ yên tâm anh đi làm nha anh. Đi làm đúng không ạ? dạ Tìm thấy ba thì mới chịu đi làm, dạ còn chưa thấy thì vẫn tiếp tục nghỉ để mà đi tìm. dạ Rất là tuyệt vời, thật sự thì chú có phước ha, có một người con rể như vậy là tuyệt vời á ha, đúng không ạ? Rồi em chuyện trò với bà của chị xíu ha. dạ Chú đi đâu? làm Chú đi làm hả? Chú đi làm gì? mũ Đi đâu? mũ À, ve chai ha. à Nhưng mà mình ở trước kia là mình ở quê lâu không? quê Dạ. Chú là ở đâu? Quê ở đâu? Cà Mau. Cà Mau ha. Mình mới lên nhà con gái út đúng không ạ? Mình lên được lâu chưa? Lên được lâu chưa? Lâu rồi. Lên trên này thích hơn ở quê không chú? Lên nhà gái. Ở nhà con gái vui không? Con gái có mua đồ ăn đầy đủ không? Đầy đủ. Con gái có la gì mình không? Không. Con gái út tốt không? Tốt thì gãy tốt luôn. Cả con gái cả con rể rất tốt đúng không ạ? Nhưng mà sao đây mình lại đi làm? Mình lên đây mình chơi mà. Chơi làm ở gái ở nhà buồn Ở nhà buồn hả? Nhưng mà đi làm sao mình không nói với con? đây còn nó kêu đi phải nó đi buồn Buồn đi ha? với Không bà không có ai tâm sự à? đi với bà người Chị, chú có bệnh tình gì không? dạ đó cha em mấy ngoại em cũng nội em cũng nói là cũng còn miễn trung đạt trong đầu á. Là cái gì ạ? Em đi ngày xưa miễn bị đạn miễn á, còn À, trong đầu nhiều khi tức là ấy quá thì ngày xưa tham gia chiến tranh á hả? dạ nhiều khi ấy cũng nhiều khi cũng có lúc nhớ lúc quên như nó như À là nãy nắng quá thì nội nó nắng quá cũng bị á. Dạ cũng vậy bị là chú chủ năm nay là 64 64 tuổi. ha, mà chú hình như là cũng có lúc tỉnh lúc lẫn đúng không Dạ ạ? dạ lúc thì biết con lúc thì không biết, lúc thì hỏi ừ đó ở đâu không tìm không thấy qua với Là anh. má chị còn không? Mẹ em mất 6-7 năm rồi anh. Mất 6 7 năm là còn mình chú. Dạ Nhà mình ở dưới quê có nhà không? nhà nhà như em cũng khổ em cũng xin và đó rồi cách đây khoảng hơn năm mà em cũng có xin chồng em là 3-4 triệu gì đó về là cũng như là sửa cái nhà nhỏ nhỏ thôi cho thôi À. mở cũng khổ. Dạ cũng anh em là cũng em cũng quyên góp không anh em nào có hết trơn á, thì em Ồ. có xin chồng em là 3-4 triệu gì đó
là dễ như em mua ton cây cũ người ta dở người ta bán á, rồi em mua là em che như cái nhà nhỏ nhỏ cho ba em được, chỗ nấu chỗ cái giường vậy đó, với Ồ. thờ mẹ em. Trời Dạ, thì cũng ơi. chống nắng chống mưa là cũng khổ anh. Vậy là cái nhà này là cái nhà nhỏ quá nhỏ Dạ, nhỏ rồi. bằng cỡ khu vực này thôi, 3-4 triệu mà sao mà sửa nhà được? tại tại như em mua đồ cũ không ta, Mua ton rồi lập cũ. lên cái chỗ che, chỗ ngủ với chỗ non. Còn Dạ bình thường những chỗ khác là mưa là vẫn dột. dạ trước đó là cha em Nhà mới ở. bằng có bằng cái phòng này thôi á. Cái Dạ này sao ở? thì cũng như thế, cha của mình với con cũng khổ. Em hỏi này, gia đình nhà mình được mấy người con? Dạ bốn anh em. Chị là con út, Dạ có con trai không? dạ hai trai, một hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Rồi Dạ mấy người kia thì sao? mấy người kia người ta có chồng có vợ, người ta lo cho chồng với vợ cho con người ta. Ủa chị cũng có chồng, có con mà cũng có gia đình mà sao chị lo được, Dạ còn họ cũng không như lo? mình thấy vợ mình chả Ồ. hiếu ba mình được cái gì, mình chả hiếu mình lo được cái gì thì mình lo. Vậy là hàng tháng sinh hoạt của ba của chị ai là người lo? Dạ em. Anh chị em có ai phụ không? Dạ không. Ồ, kìa. Dạ Hai anh con trai cũng không có trách nhiệm luôn. dạ Như là bản thân chị, dạ chỉ mình chị là lo ăn lo uống rồi lo mọi thứ dạ trước giờ luôn hay sao ạ? dạ hồi đó giờ luôn, lúc mẹ em sống cũng vậy. Ồ, sao kỳ á, đông Dạ con mà sao kỳ á, bốn anh chị em mà sao không ai có trách nhiệm gì với lại cha hết vậy? Nếu mà chú mà bình thường, chú mà khỏe mạnh, chú đi làm được thì không nói, nhưng hiện tại bây giờ thì ba của chị bị lẩn rồi, cũng do ảnh hưởng tuổi già sức yếu rồi, đúng không ạ? Tóc thì bây giờ cũng đã hai màu bạc rồi, mà cuối cùng bây giờ thì các con bỏ mặc hết để Dạ. mình lại cho một út à. Em ở này nhà có nhiều đất Dạ em không có đất đai trên, có cái nền nhà mà em không? cho Rồi cái nền nhà vậy đó. có ai tranh giành Có mấy anh em với anh nó cũng nó dành đó, mà em mới nói là đất rồi đó là của ngoại cho trên. trời đất Cho đất đai ơi, thì như em có chồng trong này nữa em cũng để lại cho ba em ở. Dạ. trời ơi, vậy là có miếng đất tí xíu Dạ. thì nhà là có bốn anh chị em. Dạ. Bây giờ là cũng tranh giành Dạ. hết chỗ để nói luôn rồi. Ba thì không chăm sóc mà có tí đất tí tài sản, cái miếng đất chắc đủ nhỏ không, Dạ bề ngang 5 thước, bề dài chạy 20 thước. 20 thước à? Dạ. 100 mét vuông, Dạ. 100 mét vuông. Miếng đất là miếng đất của ba để cho ba gọi là làm cái nhà cho ba, chú nắng chú mưa Dạ. ba gọi là sống về già. Cách đây cũng năm á, em về mà nói cha em ở cũng như ở che cái chòi mà ngay cái mộ mẹ em, mà em nói anh á, Ồ. nắng hôi mưa là ba em không có chỗ ngủ luôn. Tội nghiệp chứ Dạ trời. rồi Ủa, cái mộ mộ mình xây ở ở trong nhà luôn hả? dạ gần đó đó, rồi cái như sập À. cái cha lấy cái che nhỏ xíu à, nhỏ xíu mà vì nắng thì cha ở được, mưa là cha không ở được. Mưa sao ở, dột sao Dạ ở? dạ người sau này em mặn cái gì em xin chồng em mới chịu, đi nói về cái em mua con cũ rồi của người ta đó, rồi cái em cũng nhờ mấy anh mà ta biết cách nhà đó, mình mấy ảnh là thấy như hoàn cảnh em vậy đó, mà ảnh cũng lợi cách phụ nhưng mà ảnh không có lấy tiền. dạ Đó, thua một người dân chưa? dạ Đúng chưa? dạ Rồi còn mấy chưa mấy ông anh kia, hai ông anh kia là không có để ý gì luôn. dạ không Rồi con dâu cũng vậy luôn. dạ Trời ơi. dùng số phận em chịu vậy, em phải câm lòng Không, chịu thôi. chị sống có hiếu là có nhân có quả hết chị ạ. Thật mà. Mình sống mà với cái là mình sống mà mình đối xử tốt với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ là có nhân có quả hết. Chị có tin có nhân có quả không? Dạ có em tin điều đó. Bởi vì bây giờ sao, cái đấng sinh thành, cái người mà sinh ra mình mà mình đối xử không tốt thì mình chẳng làm được cái việc gì hết. Dạ đúng Có rồi. tài mà không có đức vất, có tài mà không có hiếu vất, đúng không ạ? Bây giờ anh em trong nhà mà thua người dân, cho người dân người ta làm công mà người ta còn không lấy tiền. Dạ như ba em mất vậy nè, em nói là người dân còn đi tìm phụ em chứ anh em của em phụ dây lát mạnh hai nó về chân Trời đất phụ mạnh. ơi. Em đi mà em kiếm tới nỗi mà em còn có 10.000 trong người mà em đổ xăng, em phải xin cơm người ta ba cho bánh mì từ thiện, em xin từ thiện em ăn, ăn xong rồi tới trưa em về nhà nấu cơm ăn, đâu có tiền đâu mà mua Vậy cái. Dạ là anh chị em chỉ đi tìm trong chốc lát thôi, rồi bỏ mặc. dạ Sao kỳ cục vậy ta? em nói em tìm gặp thì em cũng cho chị em lúc hay rồi đáng lẽ thôi, mình đi qua mình coi đứa ba mình sao về tìm coi sao, chả ai ngó ngàng gì tới hết, không Không ai hỏi ngó thăm. ngàng. Rồi hàng tháng thì như thế nào? Có ai chu cấp cho ba được đồng nào Dạ không không? Ồ.
Vậy là bản thân hai vợ chồng chị phải lo hết từ A đến Z. Dạ. Hàng tháng là không cho một đồng nào luôn. Em nói em gửi gần đây, em nói ba em á, thì em thấy ba em với cực bỏ gửi gần đây, em nói thôi trời, trả lên sở với con đi, với chồng thương con. Quá vậy trời. Mà có cơm, bữa cơm, có cháo, con cháu, với chờ ở dưới đây cho đi, vậy con cũng an tâm. Thì em mới nói với mấy đứa em, mấy anh của em á, là nói thôi giờ rước cha lên đây rồi em không có cần gì hết á, không có cần vật chất hay là cái gì, chỉ cần lâu lâu qua thăm cha, cho cha 50, 30, cha bỏ túi, nhiều khi cha muốn mua toàn giấy số hay là muốn mua cái thuốc hay mua gì đó, ly cà phê gì đó cũng được. Thì em mới nói là cái mấy cái đó thì nói chung là em có mua cho cha em hết trơn à, nhưng mà mình chỉ cần cái gì, cần cái tấm lòng của em lúc mình quan tâm tới ba đúng mình rồi. Nó mà không ai quan tâm tới, nhiều khi em cũng buồn lắm. Mình nghĩ mình nói trời ơi, mẹ này đã mất rồi còn có cha, cha không sống được có bao lâu đâu anh. Dạ. Không có sống bao lâu nữa hết trơn. Đúng mình rồi. Cứ gắng, mình cố gắng mình lo đi. Chính xác. Chứ em nói em cũng đã ba đứa con, em cũng khổ lắm. Anh thấy không? Con cái em thì có hai cha con đi mà, còn ba mẹ con em ở nhà cũng khổ lắm. Em chỉ cần có bao nhiêu đó thôi mà em út chị em không đáp ứng được yêu cầu của em. Đúng ra các anh các chị của chị ấy đã có gia đình, đã làm cha làm mẹ rồi là dạ, phải biết được rồi. Đúng dạ, không ạ? Dạ. Là phải hiểu được như thế nào rồi. Dạ. Mà tới giờ phút này thì hầu như là tất cả mọi người đều quay lưng hết ha. Dạ. Vậy là có ai đến thăm không? Thì cũng từng hay từng nó cũng đi qua thăm rồi nó. Có cho ba được đồng bạc, các bạc hay là mua được cho ba hộp sữa hay là mua cho ba được cái bánh hay là tô phở gì không? Dạ không. Có thằng thứ ba thì nó lâu lâu nó qua thì nó cũng đi làm hộ, lâu lâu cũng qua thì nó cho cha 150. Còn thằng Út thì không, nhỏ thứ hai cũng không. Ồ, buồn ha. Dạ. Vậy là ngày xưa thì ba đúng, ba với mẹ mang nặng đẻ đau nuôi cho khôn lớn thành người có gia đình rồi mà cuối cùng thì trả ơn cha mẹ kỳ quá ha. Bây giờ là không báo ơn được cái gì mà có miếng đất xíu cũng tranh giành nữa, kỳ cục quá. Bây giờ tranh giành cái đấy sao rồi? Thì được có được không? Thì em cũng còn để nguyên chân gì đó, mấy cậu em còn cũng nói. Có ai hăm he hay là chửi bới gì không? Nhưng cũng thằng em nó nói là nữa ấy, em mới nói là mấy cậu mới nói là không có ai gì đây giành đất mày đâu, mày sợ. Là đó ngoại cho mày đó là đứng tên là có mấy cậu, mấy mợ, mấy gì á. Cũng nói vậy đó. Thì em mới nói thì sau này đi rồi tính. Tại vì em cũng có ba thằng con trai, em nghĩ là đó ai nữa cho thằng thứ hai, thằng thứ ba em nữa thì nó dễ nó ở đó, thì nó ông ngoại nó có qua đời thì nó ở đó nó chăm sóc, nó lo thờ hương gì đó. Dạ. Thật chị là một người con gái rất là tuyệt vời đấy. Đúng ra cái trách nhiệm này không phải trách nhiệm của mình chị đâu. Dạ. Mà trách nhiệm của tất cả các anh chị em trong nhà, mà đặc biệt là hai người người con trai ấy. Thật sự rất buồn ha. Bản thân chị mà nhìn thấy anh em trong gia đình gọi là tranh giành, thua một người dưng như vậy, chị buồn không? Dạ em buồn lắm, em buồn khi em muốn dời chỗ đi đâu đó, không ở gần anh em. Em nói ở gần anh em tối em viêm vô tâm sự chồng em. Ở gần với anh em cũng như là không có anh em. Có cũng như không ha. Dạ, cái được. Gì cũng nhờ không ở sớm láng giềng vậy thôi chứ. Ông xã có buồn không? Ông xã em cũng buồn, ông xã em nói á. Ông xã em nói là chị cứ nghe máy đi. Ông xã em mới nói là để chủ nhật em đi họp lại anh em lại. Để có họp chồng em hỏi thử anh em trả lời sao. Cái mấy đặt câu hỏi, hỏi ủa anh hỏi cái gì, ảnh nói là ảnh cũng bổn phận làm rể mà anh em, mà tại sao mà cha như vậy mà anh em không có như phụ là đi tiếp là nhiệt tình để đi kiếm cha đó. Rồi em mới nói ừ để cái chủ nhật đi để em coi thử có ai có bản lĩnh mà lên tiếng nó ừ giờ tao chở cha về tao nuôi thử có ai có bản lĩnh hay không. Em chồng em cũng buồn, cũng như mình thấy chồng mình vậy mình cũng khuyên, mình cũng nói xuông ông xã vui đó. Dạ. Ông xã của chị tốt đấy, một người con rể tốt, tốt hơn con ruột luôn đấy. Dạ. Thật sự rất là thương chú, mà tới giờ phút này thì chú tuổi đời 60 mấy nhưng mà không được như người bình thường ha. Dạ. Bởi vì chú có lúc nhớ, lúc quên, lúc lẫn. Nhưng mà tới giờ phút này thì có lẽ là cuộc đời của chú buồn nhất là các con của chú thôi. Dạ. Nhất lấy làm tiếc là sinh ra, nuôi cho chúng khôn lớn, mà cuối cùng thì tới giờ phút tuổi già sức yếu thì các con lại quay lưng. Đúng không ạ? Bỏ mặc cho người con gái, con út.
Rất buồn, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Trên cái video này, bản thân chị có điều gì chị muốn chia sẻ, có nỗi lòng, có tâm tư, tình cảm gì không? Có một cái gì nó khó chịu, uất ức trong thời gian qua không? Kiểu như em cũng buồn, cũng tức gì đó là. Như em trong khi đoạn giai này em khổ, gia đình em đã khổ, mà cha đi như vậy nữa, mà tức với cái anh em mà tại sao có chồng, có con, ôm con mình mà tại sao không biết suy nghĩ thương cha mình. Không, ừ, đáng lẽ là nó là lớn hết, ai cũng có định định. Ừ, chế mình như vậy có chồng mà tại sao mà cha mình định rước cha mình lên nuôi vậy, tại sao mình không có cái trách nhiệm gì mà mình để mình phụ với chị mình. Em nói em không cần là trách, chỉ cần cái tiếng nói thôi cũng được, cần tiếng nói an ủi cho chế mình nó vui cũng được, mà không có chị em nào mà để nói một tiếng nói gì mà để em vui á. Nhưng em nói nay em lên video này cho chị em út em nó coi được, cho nó hiểu, coi thử em mình nó như vậy, em mình nó nhỏ mà tại sao em mình làm được như vậy, mà tại sao mình không làm được. Dạ. Thật sự thì ông trời luôn có mắt. Yeah. Bởi vì mình cứ sống đúng với đạo làm con, mình cứ phải hiếu thuận với cha mẹ trước. Yeah. Đúng không ạ? Bởi vì mình cũng là mẹ rồi, mình cũng hiểu cái cảnh cực khổ. Yeah. Mang nặng đẻ đau như thế nào, nuôi con từ bé tới lớn như thế nào. Yeah. Đúng không ạ? Thì từ đó mình phải suy nghĩ ra, nếu mà mình mà chưa làm cha làm mẹ thì mình chưa cảm nhận được cái đấy. Nhưng mà tới giờ phút này thì ai cũng trưởng thành rồi, cũng lớn, cũng có gia đình, có con cái rồi. Và tới giờ phút này cha, ba thì lại là mẹ thì không còn, còn có mình ba. Mà hỏi thật, ba còn sống được bao lâu nữa đâu? Yeah. Đúng không ạ? Còn chăm sóc ba được bao lâu? Nay đây mai đó tuổi già mà, như ngọn đèn trước gió thôi. Yeah. Mà bây giờ mình cứ thờ ơ như vậy, cho mai mốt hối hận thì lúc đó là muộn màng. Muộn lắm rồi anh. Có muốn nhìn thấy ba, có muốn mua đồ ăn cho ba, có muốn dẫn ba đi ăn, đi uống, đi chơi, hoặc là có muốn ngồi tâm sự với ba thì lúc đó đâu còn đâu. Lúc đó chỉ còn cái hình ảnh thôi. Muộn thì mọi thứ là muộn rồi. Nhưng mà bây giờ thì rất hy vọng rằng qua cái câu chuyện của chị, thứ nhất là hôm nay chị về đây báo tin là báo tin vui. Xen vì cái niềm vui đấy cũng có rất nhiều cái nỗi buồn. Thật sự nếu mà chị mà không chia sẻ ra thì tất cả mọi người không ai biết được hết. Đúng không ạ? Đâu đó trong rất nhiều gia đình vẫn còn rất nhiều câu chuyện ẩn khúc, và rất nhiều câu chuyện buồn về bổn phận làm con, chở hiếu. Nếu hôm nay chị mà không chia sẻ mọi người đâu có biết được đâu. Đúng ra câu chuyện của chị là đời thật. Câu chuyện của chị em chỉ có tưởng là trong phim thôi đấy, nhưng mà thực tế ngoài đời rất nhiều. Đúng không ạ? Khi em cũng buồn, nói trời, cha mình gần 70 tuổi mà chưa có cái nhà mà để ở mà hoàn chỉnh cho người ta. Chị mong ước gì nè? Trong tương lai sắp tới chị mong ước gì? Nhà mình có đất rồi. Dạ. Như em mong ước mà sao mà trời cao mà thấy như độ em á. Cho em mà bằng được có tiền đi. Em về em có tiền, em về em cắt cái nhà hoàn chỉnh với cha em ở. Tại vì trước đó mẹ em mất, nghèo lắm, nhà mẹ em làm đám mà làm ngoài trời. Trời ơi. Dạ. Là lúc mất sau mẹ mất. Mẹ bị cha em ở bên Đồng Nai rồi mẹ em bệnh á. Cái như là bữa mùng 5 Tết á, cái sáng mùng 6 là em với chồng em nói mẹ em á, thôi để mùng 6 Tết hai chồng con đi vô khai trương công ty á. Rồi chừng tiếng hồ qua bển thì giờ con mua vịt gà rồi về để con nấu cho mẹ ăn. Cái mẹ em nói dạ, thì cũng như Tết đó là cha mẹ em ở đây ăn Tết với em. Rồi cha mẹ em mùng 4 cha mẹ em đi về bên Đồng Nai. Cái là chiều mùng 5 đó là mẹ em điện cho em, cái em nói là ừ, để ngày mai con tranh thủ con qua sớm. Rồi như mẹ em hay phái ăn cơ ghi á, nói để chồng em nói để mua vịt về nó cần ghi cho mẹ ăn. Thì tới chiều mùng 5 đó tới sáng mùng 6 rồi là mất hồi nào thì em không có biết. Tới sáng lại là 5 giờ mấy, là 6 giờ là con em, thằng thứ ba lúc nó còn nhỏ là nó ở bên ngoài á. Dạ. Cái điện nói mẹ ơi ngoại mất rồi, là em cầm cái điện thoại là em gớt, là lúc đó là em cứng ngặt réo em hết trơn, không được trả lời được nữa. Cái chồng em trong cầu, chồng hỏi gì với em mà trong 15 phút em mới trả lời được. Em nói là anh ơi mẹ chết rồi. Sốc ha, cái lúc đó cảm giác là đau đớn tụt cùng, mất đi người. Dạ. Mẹ. Cái em cũng cho anh em hay vậy đó. Cái anh thứ ba hay, cái vợ anh thứ ba nói nha, nó dốc rủ ở bển ăn nhậu chứ mẹ nằm. Trời đất mới ơi. Cái em mới nói, em mới điện cái nữa cũng nói vậy, em nói ủa cha mẹ mà sao mà lấy cái đùa được. Đúng, chính xác. Cái hai vợ chồng em mới đi, mới chạy đi đang bên đường đi, em mới điện cho Út là nó có vợ bên Sài Gòn. Là cái bắt đầu là qua bển là cũng ở trong chòi như này, cũng nhờ dân cái
chở cha mẹ em về dưới là hàng hương tổng liền luôn là 15 triệu. Dạ. Trong khi Rồi. nó 15 triệu là vợ chồng em không có đồng nào hết chứ. Khổ mà. Dạ. Cái bắt đầu cũng đi dây đi mượn. Ai đi vay? Dạ vợ chồng em. Ồ, rồi còn mấy ông kia, mấy Hỏi người con kia. anh em mà ai cũng nhìn hết trơn, không ai Trời tiền đất hết. ơi. Cái vợ chồng em mới là nhờ anh chồng em á, mới vô công ty á. Với vậy ở sớm mà mượn là gom góp là được 15 triệu. Mày mượn bạc tháng hả? Dạ, Trời một triệu ơi. với đó là người ta lấy em là 200 ngàn một tháng. Trời Dạ, ơi. thì em mượn nó rồi em đưa mẹ em dưới là tẩm liệm hết trơn, lo đóng ma em đồ hết trơn, là vợ chồng em thiếu gần 20 triệu lận. Tại mà vợ chồng em cứ đóng hát đóng lời vậy đó. Mấy người kia có trách nhiệm gì không? Dạ không, Trời đất không ai phụ ơi. hết á. Có anh thứ hai á, anh phụ là cũng được nhiều đó, em cũng lâu quá em không nhớ. Vậy Cái để anh đòi lợ, anh đòi rể thứ lại. hai anh đòi lợ, cái em mới nói là cái tiền này là phụ em che cho mẹ mà, nó đòi đào mộ em là mẹ em, nó giục chứ sao. Trời ơi, anh dễ thứ hai. Dạ, nó đòi đào Sao mộ mà mẹ nó giục. nói lời nói cay nghiệt Dạ, ác độc quá cái em vậy? mới nói mày muốn gì mày đi về dưới á, mẹ mộ mẹ tao dưới đó, cái nó tao về dưới tao đào tao giục xuống. Trời ơi, bây giờ còn ở với lại chị gái gì Dạ không? còn, nhưng chị gái em sợ chồng lắm. Trời ơi, xúc Dạ phạm tới tới Dạ tới mẹ như vậy Rồi mà. đi á, trước khi đi lên đám ma mẹ em xong rồi, vợ chồng em cũng đưa cho chị với em rằng tiền là đi lên trên Bình Dương này, chứ đâu có ai có tiền đâu, vợ chồng em cũng đưa đó, vợ chồng em là đưa trơn rồi lo trơn, hai vợ chồng em thiếu gần 20 triệu, hai vợ chồng em tự trả. Đẻ đúng là đẻ những đứa con như vậy thì đẻ cái Dạ hột gà hột vịt bỏ lên chiên ăn còn sướng dạ hơn, đúng, đúng không ạ? dạ Bất hiếu quá, quá bất hiếu rồi. Vậy là bản thân hai vợ chồng trước giờ từ lúc mà mẹ mất cho tới lo đám cho mẹ một tay hai vợ chồng, dạ các nhà ấy chắc là cửa ấy cũng cũng chắc khi từ khi mà mẹ mất đến vậy nên ba mới trở nên như ba vậy đúng buồn không? Ba buồn buồn nhưng mà tâm ba lý. ảnh hưởng đúng không? dạ Với đặc biệt là chứng kiến cảnh các con dạ đúng không ạ? Những đứa con bất hiếu, phải gọi là những đứa con bất hiếu nên ba mới chán, ba mới buồn, ba mới bị suy sụp tinh thần, mới ảnh hưởng. Vậy là bây giờ ở dưới là cái nhà tôn. Dạ cái nhà tôn mà mua tôn cũ của người ta, giờ Bây giờ là khi mưa xuống cũng bị giọt, mình 100 mua tôn cũ mà. mét vuông mà mình xây chỉ bằng được cái phòng nhỏ này thôi hả? Dạ cắt cũng như là thấy trái gì đó, rồi mình cũng Nếu ba bây lăng bao giờ nhiêu đó. cái video, cái câu chuyện này khi mà đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, nếu có cô chú anh chị mạnh thường quân nào giúp đỡ xây được cho ba của chị một căn nhà tình thương, nói chung là nó cũng không to cũng không nhỏ nhưng mà nhà tường ha, che nắng che mưa, thì mình có vui không, Dạ vui, em chỉ có mơ ước hơn nguyện như vậy mơ không? ước được như vậy. Cha em nhiều khi cha em có tuổi già cũng có cái nhà đàng hoàng ở, em chỉ Đến mơ ước chứ thôi, mà không biết đúng chừng nào mà em làm được cho cha em không. đúng không, đến giờ phút Dạ này này, một người cha già này 60 mấy tuổi đời rồi này Dạ mà hiện tại bây giờ đang bệnh tật, bây giờ đang người con gái út đang phải chăm sóc, mà trong khi đó đẻ ra bốn người con, có cả trai cả gái, mà tất cả con thì bây giờ có mình chị, còn những người con kia là quay lưng gọi là bỏ mặc đúng không ạ? Mà tới giờ thì cha gọi là vẫn đang còn, thật sự rất buồn ha, câu chuyện này mình càng nói thì càng buồn. Dạ thưa cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, đây thật sự là một câu chuyện rất buồn, phải nói là quá buồn, và đặc biệt qua cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện cần lên án những người con bất hiếu. Bởi vì chữ hiếu mà không làm tròn được thì chẳng làm được cái gì hết trơn. Cho dù có thành ông lớn, ông này bà nọ mà đối xử với cha mẹ mà tệ bạc thì cũng vất chẳng ra gì, cũng chẳng được xã hội tôn trọng và coi trọng. Đúng không ạ? Thì em rất hy vọng rằng cái câu chuyện này khi mà đăng tải lên thì rất mong muốn gặp được nhà hảo tâm hoặc nhà mạnh thường quân, có thể bớt chút một suất ăn sáng hoặc một ly cà phê để giúp đỡ cho, hy vọng rằng chú có một mái nhà nhỏ nhỏ thôi chú ha, đủ che mưa che nắng để sống quãng đời còn lại thôi. Bởi vì thứ nhất là chị cũng không thể thế mà chăm sóc suốt đời được, bởi vì chị cũng phải có gia đình và phải đi làm nữa đúng không ạ? Em hiểu mà, bây giờ mà chú mà tuổi già, thật sự là chú già rồi, chú không không muốn ở trên thành phố đâu, Dạ đúng. ồn ào, với thứ nhất là đi làm có quen biết ai đâu, chú muốn về quê, Về quê mà không ai chăm sóc muốn cũng muốn về quê, bởi vì ở quê hương nó thanh sợ. bình, nó yên tĩnh lắm, có bà con dòng họ hoặc là có bà con trong xóm nói chuyện, chứ ở trên đây có ai đâu. Mà trên đây mà không may chú mà cái bệnh tình như vậy đi này kia nó cũng rất nguy hiểm đúng không ạ? Nên em hy vọng rằng là cái video này, hy vọng chú sẽ gặp được nhà hảo tâm hoặc nhà mạnh thường quân nào đó để thương chú ha,
giúp cho chú có một cái mái nhà, mái ấm, có một chỗ che mưa che nắng để chú sống nốt quãng đời còn lại. Bởi vì cuộc đời của chú bây giờ thì đông con thật, bốn con là đông con, nhưng bây giờ chỉ nhờ được cô gái út thôi. Mà cô gái út thì rất lấy làm tiếc rằng cô gái út đâu có điều kiện đâu. Cô gái út cũng nghèo cũng khổ. Và đặc biệt chú cũng may mắn, tuy các con ruột của chú gọi là bất hiếu với chú, nhưng lại được cái chàng rể rất là tốt. Thì chị cứ đọc số điện thoại của chị lên đây đi. Dạ, 0358 3 số 1 903 0358111 dạ. 953 903 903 ha. Dạ. Chị là dạ. Chị tên là dạ, em tên là Nguyễn Hồng Thắng. Ừ. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn thương chú cũng như là thương chị thì có thể liên hệ trực tiếp với chị, nếu mà giúp đỡ gì đấy thì cứ liên hệ trực tiếp với chị. À, không có thông qua đội hiệp sĩ người Thanh Hải về vấn đề này nhá. Đội hiệp sĩ người Thanh Hải không có nhận về vấn đề này. Thì tất cả mọi người ai mà giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp với chị. Thì chị này, khi mà chị đọc số điện thoại này cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là các cô chú anh chị sẽ liên hệ với chị để mà giúp đỡ. Mặt xấu là sẽ có những cái đối tượng có thể gọi là dụ dỗ hoặc lừa đảo, thì mình nên cảnh giác ha. Còn những ai mà giúp đỡ thì mình cứ nghe máy. Còn những ai mà gọi điện mà kêu chuyển tiền hoặc chuyển khoản hoặc lừa đảo gì đấy thì mình phải cảnh giác cẩn thận ha. Bởi vì cái này là em muốn nhắn gửi số trực tiếp để cho ai muốn giúp đỡ thì cứ liên hệ với chị. Thật sự thì câu cảm ơn câu chuyện của chị, em không muốn đi sâu và đi xa hơn nữa. Dạ, đây là câu chuyện rất là buồn rồi ha. Dạ, như là bữa nay em cũng có lên là anh Hải, em cũng nhờ anh Hải cũng cộng đồng mà kiếm cuộc cha em vậy đó. Giờ kiếm cha em được thì em cũng trong nước và ngoài nước. Em cảm cũng ơn, rất là cảm ơn bên chị anh Hải. Dạ, cứ như mà trong nước và ngoài nước như thấy hoàn cảnh của ba em vậy, thì nếu mà có giúp được đỡ được cho cha em là cái nhà ở, cái nhà che nắng che mưa cũng được. Mong muốn ha. Dạ, em rất cảm ơn là cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ, em rất cảm ơn ạ. Chú nếu mà có mạnh thường quân nào giúp chú có một căn nhà che nắng che mưa, chú vui không? Vui. Thích không ạ? Em vui. Nhưng mà chú bây giờ chú đừng có bỏ đi này nhá. Chú vui ạ. Chú thương ghéo không? Đúng rồi. Thương nhất nhà không? Rồi mấy người con kia chú có thương không? Thương hết đúng không ạ? Dù con như thế nào cha mẹ vẫn không bỏ được, vẫn thương hết đúng không ạ? Nhưng tới giờ phút này thì các con của chú thật sự là bất hiếu, gọi là bất nhân bất nghĩa. Ngày xưa đẻ vậy mình đẻ trứng vịt ra mình chiên lên mình ăn ngon hơn chú ha. Đúng không ạ? Tới giờ phút này thì tóc bạc rồi, tuổi già sức yếu rồi. Ô, cái vòng cổ của chú sao đeo sát vào vậy? Không có đâu. À, ra ngoài hả? À, có em nhìn chương nhỉ? Vậy nè. À, hổng em mấy tỷ. Huy chương này là huy chương gì đây? À, cái đá bóng là gì của con em mấy đâu đó. À, vậy hả? Được rồi, thì cuối video này con không biết nói gì hơn. Con chỉ biết chúc chú sức khỏe, chú nha. Và hy vọng rằng các con của chú tỉnh ngộ, thức tỉnh, sống tròn bổn phận làm con và có hiếu với chú nha. Chú thì nói thật thì chú cũng chẳng sống được lâu nữa đâu. Sau mấy tuổi rồi, cao lắm được 80-90 là chú cũng về với thiên đàng rồi đúng không ạ? Không phải là con chú ẻo chú đâu, nhưng mà sự thật là vậy. Nên mà hy vọng rằng các con của chú hãy nhìn nhận để mà báo hiếu sớm còn kịp, đừng để mọi chuyện trễ quá, lúc đó hối hận muộn màng. Thôi thì chị gái thì cố gắng ha. Mình cũng có người chồng tuyệt vời đấy. Rồi, cuối video này con chúc gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Và chú đừng bao giờ bỏ đi này nha. Dạ rồi, dạ rồi, thì em cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước đã luôn đồng hành quan tâm, chung tay góp sức với đội hiệp sĩ người Thanh Hải trong suốt quá trình thời gian vừa qua. Em xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.